Xin chào tất cả anh em, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thì bữa giờ thì cái kênh này thì em ít có quay anh em. Bữa giờ là em quay cái kênh mới nha. Anh em không có coi được clip ở bên kênh này, anh em vào kênh mới của em là Chim Cảnh A Lào 2 nha. Hôm nay thì em quay kênh Chim Cảnh A Lào cũ của em, là chủ yếu là em quay em giới thiệu các sản phẩm hay những vấn đề gì về chim, chim bệnh hay chim gì bị như thế nào á, giải đáp thắc mắc cho anh em nha. Em quay trên kênh cũ nha. Tạm thời cái kênh cũ này thì em ngưng có quay các loại chim nha. Đợt trước thì do em quay nhiều loại chim, nhiều cái ngôn từ em nói trên video em quay, lúc em quay chim nó bị khóa kênh em hai lần rồi, nên hiện tại em quay bên Chim Cảnh Lầu 2. Anh em vào bên đó anh em xem, em về hàng ngày em quay cho anh em xem nha. Còn kênh này em giải đáp thắc mắc về vấn đề gì về chim nha, giới thiệu sản phẩm, anh em ghé xem ủng hộ em nha. Đây anh em thấy con chim, cái cặp chim này nè, hôm bữa khách đặt em rồi 2 ngày rồi á, mà tới lúc em giao thì em phát hiện cái con chim chim cu gái này, cái con bông đen trắng này nó bị ngáp ngáp anh em, nó bị ngáp ngáp như thế này nè. Đó giờ là bữa nay ngáp sơ sơ, hôm bữa cái này 2 bữa nó ngáp nhiều lắm nên em không có giao cho khách. Ở đây là em bán cho anh em là ok, chim nguyên không tật lỗi, có lỗi gì em báo cho anh em, em báo sau là em bán cho anh em, có sau là em báo cho anh em vậy nha, chứ không phải em nói anh em một mà em giao cho anh em là hai là không có được nha. Có sau là em báo cho anh em trước, anh em đồng ý nhận là em giao. Rồi hôm bữa là em bán cái cặp này là nguyên cho khách, báo nguyên cho khách, nhưng nó bị lỗi nên em ngưng giao dịch, em ngưng giao cho anh em đó, để giữ uy tín cho em nữa chứ. Rồi hiện tại thì sau 2 ngày em dùng vitamin trị ho cảm sổ mũi, đây em giới thiệu sản phẩm này cho anh em nè. Đây đó, anh em nào chơi chim là anh em biết rồi, có nhiều anh em chưa biết nha, anh em chờ em xíu nha, để em quay em lấy cái nét cho anh em xem nha. Để em quay nó không có dính, nó không có lấy nét cho anh em nhìn thấy rõ. Rồi ok, sau mấy bữa em dùng cái sản phẩm này nè, ho cảm sổ mũi quẹt mỏ, sản phẩm này của bên Thái, nhập khẩu bên Thái nha, nhiều anh em tin dùng trên trang mạng người ta bán cái loại thuốc này rất là nhiều người mua, rất là ok nha anh em, nhiều người tin dùng rất là ok, nên em mua về em dùng cho đôi chim này, có một con nó bị, bữa nay em thấy nó bớt rồi nên em giới thiệu cho anh em. Sản phẩm nào mà thuốc gì mà em thấy nó ok, dùng ok là em mới quay em giới thiệu cho anh em nha. Đây đó, loại thuốc hiệu này nha anh em lên nha, cứ vào trang cái video của em có cái giỏ hàng luôn á, bữa nay YouTube có cái giỏ hàng luôn, giới thiệu đường link mua sản phẩm đó, anh em mua ủng hộ giúp em nha. Đó đây, trị ho này, cảm sổ mũi này, quẹt mỏ, sản phẩm này là vitamin nha anh em, vitamin C, có hỗ trợ trị bệnh, phòng bệnh cho chim. Nhiều anh em sợ con chim mình nó đi xa vận chuyển yếu, hai trường hợp nó bị yếu, anh em về dùng luôn, này là phòng bệnh hơn chữa bệnh nha anh em. Con chim nào mà nó chưa bị anh em dùng luôn ok luôn nha. Này là vitamin rất là tốt nha anh em, một loại vitamin rất là tốt, vitamin C á, nhưng có hỗ trợ phòng bệnh, mình dùng trước đi. Con chim nào của anh em mà thấy cảm giác thấy nó lạ, nó khác với bình thường á, về mình cho uống liền luôn. Pha cái bột, cái này dạng bột nha anh em, cái này dạng bột nè, dạng bột vitamin C này, cam nè, đó dạng bột nha anh em. Trong này có hướng dẫn sử dụng, anh em đọc anh em lấy cái muỗng dít xíu vào trong cái hũ nước á, vào trong hũ nước này quậy lên cho nó uống nha. Đó mình ngày mình pha một lần, một ngày con chim nó bị nặng thì một ngày anh em pha một lần nha anh em. Rồi cứ liên tục ngày nào anh em cũng thay nha, pha bữa nay mình pha để tới chiều, qua ngày mai mình đổ cái nước cũ đi, qua ngày mai mình pha lại nước mới cho nó nha anh em, chứ đừng có để qua ngày mai ngày này qua ngày nọ nha anh em, mình cứ thay thuốc thường xuyên là ổn hơn. Đó mới dùng cái 2 bữa, bữa nay nó bớt ngáp này, hôm bữa nó ngáp dữ lắm anh em, bữa nó ngáp há hốc mồm, nên dùng ok nên em giới thiệu cho anh em. Đó anh em nào muốn mua loại này về phòng bệnh cho chim, hai con gà nhà anh em, hai chim dùng cho gia cầm nha anh em, dùng cho gia cầm nha. Đó mình phòng bệnh trước đi,
đó, con chim nào chưa bị mình cũng cho một ít thôi. Con chim chưa bị thì mình dùng liệu liệu ít, con chim nào bị nặng thì mình dùng dùng nó liều nhiều hơn. Rồi cảm ơn anh em nha, anh em mua loại chim khác thì anh em cứ ghé chim chim cảnh A Lầu 2 em quay rất là nhiều loại nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.